Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Vương Nhất Bác nhảy múa đỉnh cao, đẹp trai tài giỏi thế này, bảo sao ngày càng nổi tiếng sau Trần Tình Lệnh. Vương Nhất Bác có những màn trình diễn đỉnh cao ở chương trình thực tế, đây chính là nhảy đường phố 4. Chương trình giải trí, đây chính là nhảy đường phố mùa 4, vẫn đang phát sóng và mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng. Tại mùa giải năm nay, Vương Nhất Bác, Hàn Canh, Lưu Hiến Hoa, Trương Nghệ Hưng chia nhau vị trí đội trưởng, trong đó Vương Nhất Bác là đội trưởng thu hút sự quan tâm bậc nhất. Một điều thú vị là trong số 49 thí sinh còn trụ lại với chương trình, có một người thí sinh Việt Nam, chàng trai đó chính là MC Pop. Chia sẻ về ấn tượng lần đầu gặp gỡ các vị đội trưởng, ngôi sao, MC Pop thành thật trả lời, bốn đội trưởng rất ngầu và tỏa sáng, Trương Nghệ Hưng thích nhảy và tranh thủ tập luyện khi có thời gian rảnh. Về phần Vương Nhất Bác cũng vậy, vì đội trưởng này bộc lộ niềm đam mê với vũ đạo và liên tục khiến các thí sinh ngạc nhiên bởi sự chỉnh chu, tận tâm của mình. Nhận xét về trận đấu vũ đạo giữa Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng, cả hai đội trưởng nhảy thể loại locking không phải sở trường của mình nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc. Các tiết mục và Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng đều có độ khó cao, đồng thời khiến người xem phải phấn khích hò reo, cổ vũ. Mới đây, Vương Nhất Bác đã tham gia một sự kiện quảng bá cho nhãn hàng. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng. Netizen khen ngợi, Vương Nhất Bác có sự thay đổi đa dạng. Ở trên sân khấu, đây chính là nhảy đường phố mùa 4, thì cực ngầu. Còn khi đi sự kiện hay dự lễ trao giải, thì Vương Nhất Bác thoát một cái trở nên lịch lãm, sang chảnh. Đây chính là nhảy đường phố 4, hiện đang được phát sóng song song ở Vion và Youku. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997, là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc Nam Uniqui. Chuyển sang hoạt động với tư cách một diễn viên, Vương Nhất Bác đã gây sốt khắp châu Á với vai diễn Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh. Bằng vai diễn ấn tượng Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác trở thành một trong những ngôi sao trẻ được yêu thích nhất, liên tục đứng ở vị trí top cao trong các bảng chỉ số hoạt động, chỉ số truyền thông. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn trở thành diễn viên đột phá nhất 2019 trong lễ trao giải kỷ niệm 10 năm của GQ và lần đầu tiên lọt top 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố với vị trí số 71. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.